Tati bị điều tra vì cáo buộc đánh bạc, rửa tiền. Nhà chức trách đã kiểm tra tài khoản ngân hàng của Francesco Totti và phát hiện cựu danh thủ người Italy cùng một người bạn đã có một số giao dịch đáng ngờ lên đến hàng triệu USD. Theo Mondo Deportivo, những giao dịch này có thể liên quan đến một số sòng bạc tại Las Vegas, Monte Carlo và London. Mối nghi ngờ xuất phát từ việc Totti đóng góp 80.000 euro cho một quỹ hưu trí. Số tiền này được chuyển qua một người bạn của hoàng tử thành Rome. Các nhà điều tra chưa xác định được điểm đến của khoản tiền này, nghi ngờ về mục đích thực sự của số tiền. Lần gần nhất Totti xuất hiện trước công chúng là trong trận chung kết World Cup 2022 tại sân Lusail. Anh cùng các cựu cầu thủ từng vô địch thế giới khác như Marco Materazzi, Francesco Totti, Roberto Carlos, Cafu đến Qatar theo lời mời của FIFA. Trước đó, Totti cũng gây chú ý với cuộc hôn nhân đổ vỡ với vợ Ilary Plassi sau 2 thập niên chung sống. Cặp đôi quen nhau từ năm 2002 và kết hôn vào năm 2005, có 3 người con. Người con lớn Kristen sinh tháng 11 năm 2005, đang là cầu thủ của lò đào tạo trẻ Roma. 2 con thứ Jenner sinh năm 2007 và Isabel sinh năm 2016. Cả Totti và vợ cũ đều đã có tình mới. Bạn gái hiện tại của cựu tiền vệ Roma là người mẫu Nomi Bocci. Sau thời gian giấu giếm, cặp đôi đã công khai quan hệ cách đây vài tháng.